Công an huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng đã triệu tập làm việc và lập biên bản xử lý chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn vì đã tung kết quả xét nghiệm COVID-19 giả trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Vào 7 giờ 15 phút ngày 4 tháng 5, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Văn Thuận đã đăng tải một bản xét nghiệm SARS-CoV-2 giả trên fanpage Hòa Vang trong tôi. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang đã khẩn cấp chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, chủ nhân tài khoản Facebook đã khai nhận là đã lấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 trú tại Hội An, Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng do một người khác sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long rồi đăng lên Facebook. Qua làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook này đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái và tự gỡ bài viết, hình ảnh. Cơ quan công an đã đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt anh này số tiền là 12,5 triệu đồng, theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 99 nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, thì Công an huyện Hòa Vang cũng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng đã trực tiếp dùng Photoshop để sửa kết quả xét nghiệm trên, rồi cung cấp cho chủ tài khoản Facebook Nguyễn Văn Thuận tung lên mạng xã hội. Và chúng tôi xin lưu ý người dùng mạng xã hội nên thận trọng trước khi đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, nhất là thông tin liên quan tới đại dịch COVID-19, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm phòng chống dịch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc và mức phạt sẽ lên tới là hàng chục triệu đồng. Và quý vị hãy chia sẻ những thông tin chính xác và hữu ích do Bộ Y tế hay các bộ ngành hoặc là các báo chí chính thống cung cấp để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, là dịch bệnh COVID-19 tiếp tục căng thẳng tại các nước ở trong khu vực và dự báo là làn sóng người nhập cư vào nước ta sẽ tiếp tục tăng cao. Trong đó thì số người lén lút tìm đường nhập cảnh bằng con đường bất hợp pháp sẽ là rất lớn. Hiện các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, đang triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống nhập cảnh trái phép. Hiện các tỉnh Tây Nam Bộ có đường biên giới với Campuchia đã thành lập các tổ kiểm tra công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phòng chống dịch tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi người dân là một chiến sĩ. Khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ xuất hiện tại địa phương, yêu cầu nhân dân báo ngay cho cơ quan chức năng, người có trách nhiệm xử lý. Bộ đội biên phòng các tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới, duy trì 100% quân số trực tại các tổ chốt, các đường mòn, lối mở, đóng ở các chốt cố định. Các địa phương thành lập khu cách ly y tế tập trung. Tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo quy định. Hiện các địa phương cũng chuẩn bị các điều kiện cơ bản như rà soát nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế để sẵn sàng điều động, điều tiết từ các cơ sở y tế cho bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Trong lúc này thì sự đồng thuận của người dân cả nước trong việc là tiêm phòng vaccine COVID-19 là một biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, một trong những địa phương được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 sớm nhất trong cả nước. Kết thúc đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 lần thứ nhất, toàn tỉnh Hải Dương đã có hơn 19.000 người dân được tiêm chủng. Hiện địa phương này đang triển khai đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 2 từ ngày 17 tháng 4 đến nay đã tiêm được cho trên 16.000 người. Có được kết quả này là do công tác tuyên truyền đến người dân đúng hướng. Qua những cái nghiên cứu về những cái truyền thông mà cũng được lắng nghe những cái giải thích của các ban ngành ấy thì sẽ thấy rằng cái lợi ích của bản thân cũng như là cái lợi ích của cộng đồng thì hôm nay tôi cũng quyết định sang đây để tiêm và phòng bệnh cho mình. Tôi sẽ thấy là cái lợi ích tiêm chủng mà nhất là tiêm chủng về COVID thì nó rất là có hiệu quả và đem lại cái lợi ích cho người dân rất là lớn. Sau khi thì được nghe tư vấn và được mọi người động viên thì tôi cảm thấy là tiêm vaccine này cũng khá là an toàn và đầu tiên là nó sẽ tốt cho bản thân tôi và gia đình tôi. Thứ hai là tôi là người đi tiếp xúc với nhiều khách hàng thì sẽ đảm bảo an toàn cho các khách hàng mà khi tôi tiếp xúc ạ. Tuy nhiên theo ngành y tế tỉnh Hải Dương, việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn đang gặp phải một số khó khăn, như một bộ phận người dân còn nghi ngại về tác dụng của vaccine. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn vaccine cũng không dễ dàng do số lượng còn khan hiếm. Để có được một liều vaccine để tiêm cho người dân là vô cùng quý. Chính vì vậy, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, thì khi có vaccine về, chúng ta phải khẩn trương tiến hành tiêm vaccine cho người dân. Và mỗi một người dân cần xác định rõ là
nếu trong được diện ưu tiên tiêm vaccine là cơ hội quý để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, cho cộng đồng và cũng là đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Tính đến hết tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã có 56 tỉnh, thành phố thực hiện tiêm vaccine COVID-19 với gần 430.000 người được tiêm. Thưa quý vị, là Ủy ban Nhân dân thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn của Hà Tĩnh vừa thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Qua đó đã xử phạt 3 trường hợp với tổng cộng số tiền là 6 triệu đồng vì lỗi là cố tình không đeo khẩu trang ở nơi đông dân cư. Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là nơi thông thương với Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Địa phương này hiện đang tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, kiểm tra, nhắc nhở các tổ dân phố, yêu cầu người dân mang khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên thì vẫn còn tình trạng người bán hàng chủ quan lơ là, chưa nhận thức đầy đủ việc phòng chống dịch. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang khi đang buôn bán với mức phạt là mỗi trường hợp là 2 triệu đồng. Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam, Ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có văn bản báo cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nêu rõ tỉnh này đã thực hiện nghiêm túc việc xem xét xử lý trách nhiệm liên quan với trường hợp bệnh nhân 2899 và ổ dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam, theo Điều luật 240 Bộ Luật Hình sự, khởi tố vụ án để lây lan dịch bệnh. Hà Nam báo cáo Thủ tướng đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với 3 cán bộ xã, huyện, gồm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, ông Ngụy Cao Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Lý, ông Phan Thanh Quỳnh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý, ông Lương Thanh Ngọc. Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Ngụy Cao Phi bị rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thanh Quỳnh bị rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đạo Lý, nhiệm kỳ 2021-2026 và không được tiếp tục giới thiệu ra ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Lý, nhiệm kỳ 2021-2026. Ổ dịch Hà Nam vẫn diễn biến phức tạp, tốc độ lây nhiễm cao. Để tránh bỏ sót những trường hợp có biểu hiện COVID-19 trong cộng đồng mà vẫn cố tình tự chữa trị tại nhà, tỉnh này đã ban hành lệnh nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh thuốc, bán thuốc hạ sốt, cảm cúm cho người không có đơn thuốc. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động hàng quán vỉa hè từ 18 giờ ngày 4 tháng 5. Tại các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải tuân thủ quy định giãn cách và thông điệp 5K. Các cá nhân tổ chức thực hiện lệnh cấm bán thuốc kháng sinh, hạ sốt, cảm cúm, trị ho cho người mua không có đơn thuốc. Bắt đầu từ hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam dừng giải quyết các thủ tục hành chính, khuyến khích làm việc tại nhà và tránh tập trung đông người. Thưa quý vị, thế giới đã có hơn 155 triệu ca COVID-19, trong đó trên 3,2 triệu người tử vong. Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á đang là điểm nóng nhất thế giới lúc này. Ngoài biên thì Lào, Campuchia, số ca nhiễm vẫn đang tăng mạnh. Trong nước thì đã xuất hiện virus SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ đặc biệt nguy hiểm và những ca bệnh mới không rõ nguồn lây. Sáng nay đã phát hiện một chùm ca bệnh mới tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với 14 ca nghi nhiễm. Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được phát hiện sau khi một bác sĩ tại đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đã có 800 người là nhân viên y tế và bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngay sau đó. Kết quả có 14 trường hợp dương tính, gồm 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị các bệnh khác trong viện, 4 người nhà bệnh nhân. Vào lúc 14 giờ chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cách ly y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, trong thời gian này không tiếp nhận bệnh nhân trừ bệnh nhân COVID-19. Và thưa quý vị, thông tin số ca COVID-19 trong ngày sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết sau ít phút nữa. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức về công tác phòng chống dịch của Chính phủ và các bộ ngành địa phương. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đợt dịch này có yếu tố lây lan cả bên trong và bên ngoài, đặc biệt là biến thể virus mới từ Ấn Độ đang cho thấy tốc độ lây lan nhanh hơn và mức độ cũng nguy hiểm hơn. Điều này buộc các cấp ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là rà soát người nhập cảnh. Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ nhập cảnh ở biên giới, tổ chức đợt cao điểm nhằm rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng.
người làm việc tại các cơ sở dịch vụ phải được rà soát để tiến hành xét nghiệm, đồng thời quản lý chặt chẽ người hoàn thành cách ly tập trung. Yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng rà soát toàn bộ các trung tâm cách ly của quân đội, của dân sự cũng như toàn bộ quy trình bàn giao giữa nơi có trung tâm cách ly và trung tâm cách ly với nơi nhận người về cư trú hoặc làm việc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để tình trạng trong thời gian theo dõi, giám sát y tế sau cách ly mà tiếp tục đi tụ tập đông người, đi ăn uống, những nơi công cộng mà không giữ nguyên tắc phòng dịch để lây lan ra cộng đồng cực kỳ nguy hiểm. Với những tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cao như hiện nay, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về kịch bản khi có trên 30.000 người mắc COVID-19, các phương án chuẩn bị năng lực xét nghiệm, cách ly, điều trị với các cơ sở y tế đã được vạch ra nhằm tạo thế chủ động trong những tình huống xấu nhất.